Xin chào mọi người, kênh này không phải là kênh môi giới. Số điện thoại chủ nhà nằm ở đây nè. Em chúc mọi người xem clip vui vẻ. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 3 tầng nằm ở đường Trần Quang Diệu bên quận 3 nha mọi người. Và giá chỉ hơn 2 tỷ thôi. Thì hiện tại em đang đứng ngay cái đường này là đường Trần Quang Diệu nè mọi người. Nếu như mọi người đi thẳng lại đặng đó, tầm 50m thôi là mọi người sẽ tới được ngay đường Trường Sa và Hoàng Sa nha mọi người. Như mọi người biết á, đường Trần Quang Diệu cũng là một trong những tuyến đường trung tâm của thành phố á, cho nên là không thiếu tiện ích nha mọi người. Mọi người thấy không, xung quanh mình là đầy đủ tiện ích luôn nha. Thì ở bên kia kìa, đó, ngay cái chỗ đó đó là cái hẻm 26 đường Trần Quang Diệu. Bây giờ em sẽ quay hướng dẫn đường vào cho mọi người nha. Nào mọi người, đây là cái hẻm 26 đường Trần Quang Diệu nè mọi người. Như mọi người thấy á, là hẻm vào khá là rộng nha. Thì mọi người giúp em đi thêm tầm khoảng những vài mét nữa. Đây mọi người đi thêm tầm vài mét nữa đó, đi tới đó là tới ngay nhà mình rồi. Nhưng nếu như là mọi người quẹo ra tay trái nè, đó là mọi người sẽ thông ra được tới đường Trường Sa Hoàng Sa nha. Đó mọi người thấy không, đi khoảng chừng 5-10 mét thôi là mình thông ra được tới ngay mặt tiền đường Trường Sa Hoàng Sa nha. Nhà chúng ta là hai lối đi vào nha mọi người. Đó, mọi người đi hướng đó là thông ra tới Trường Sa Hoàng Sa nha. Còn đi hướng này nè, mọi người đi thêm tầm khoảng chừng vài mét nữa thôi tới cái ngã ba này nè, mọi người quẹo tay phải đó sẽ thấy căn nhà ngày hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 26/10 đường Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3 nha mọi người. Thì thông tin của nhà như là diện tích, kết cấu và giá cả em có để bên góc trái video, mọi người cứ xem trực tiếp nha. Thì đây là mọi người, cái nhà mình là căn này nè mọi người. Còn các căn bên đây á, đó là của người ta nha. Đó, mặc dù nhìn giống như là chung cư nhưng thực sự nhà mình là nhà sổ hồng riêng nha mọi người, là nhà riêng hoàn toàn nha. Phía bên đây là có một cái kho nè, như mọi người thấy không, cái kho này là đổ dài tuốt đằng sau luôn á, là sử dụng chung của mình với nhà này. Nhưng mà là hai nhà đã ký thỏa thuận với nhau là mình sử dụng phần đằng trước, còn người ta sử dụng phần đằng sau, cho nên là người ta xây rồi. Còn ở đây á, mình có thể làm một cái hàng rào lại nè để mình làm kho lại được nha mọi người. Đó, còn cái đường đi này là đường đi chung nha mọi người. Còn sân qua đây là sân để xe nha. Nè, đây là bên trong cái nhà của mình. Đó, thì bên trong á, cái nhà bên đây vừa mua bán xong, bên trong á là người ta xây cầu thang bên trong nhà lên luôn nha mọi người. Đó, không gian dưới này. Tiếp theo là khu vực trên lầu 1 nha mọi người. Thì đây là cái lầu 1 của nhà mình nè mọi người. Ngoài đây là cái ban công chung nha mọi người. Đây, cái nhà bên đây á là người ta xây cầu thang ở bên trong luôn rồi, cho nên là người ta sử dụng cầu thang trong nhà người ta luôn nha, không có liên quan tới nhà khác. Nếu như mình muốn á là mình có thể xây được cái cầu thang y chang vậy luôn nha mọi người. Do dưới đường trệt á là đang nuôi chó cho nên em không dám vào, em quay trên đây cho mọi người xem. Thì ở trên đây là kết cấu y chang như dưới lầu 1 thôi mọi người, để được giường ngủ nè. Và ở đây là nhà vệ sinh nha mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là cái khu vực sân thượng của nhà mình nha mọi người. Đây là cái khu vực của nhà mình nè. Thì nếu như nhà mình muốn á là nhà mình có thể xây các bức tường giống như các nhà xung quanh luôn nha mọi người, là mình xây lên luôn. Nhưng mà ở đây á là chủ nhà muốn trồng cây á, đó, cho nên là không có xây gì hết nha. Mọi người ơi, khoan rời đi, nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.